Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhận. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật thêm một vài loại lan mới lạ cho những cái phiên bán hàng của ngày hôm nay. Và trước khi đi vào giới thiệu những mặt hàng lan để chia sẻ cho mọi người thì em xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nhé, và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến tất cả chúng ta. Và cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những mặt hàng lan của phiên ngày mùng 3 tháng 3 này luôn. Thì ở đây như các bạn đang thấy đây thì một loại đang nở hoa màu tím rất là đẹp, đây là đùi gà dẹt nhé các bạn. Đùi gà dẹt thì có giá là 200.000 1 kg các bạn ạ. Ở đây thì hình như có lẫn cả một nhánh này là đùi gà tròn. Đùi gà tròn nhưng mà xấu quá. Lấn vào đây một ít của đùi gà tròn thôi. Đùi gà tròn không có. Mấy phiên hôm nay thì đang chờ đùi gà tròn nhưng mà không có các bạn ạ. Đây, đùi gà dẹt thì hoa rất là tím đậm. Khu vực rừng núi này hoa rất là tím đậm luôn này. Đấy. Đây các bạn, cánh rất là to. Đấy, một bông đùi gà dẹt đây. Rất là to đúng không? Đó. Đấy, bông khá là to và hoa rất là tím đậm. Hoa đùi gà dẹt thì cực kỳ đẹp rồi. Mà hoa thì nó lại các bạn ở dưới miền xuôi á, trồng thì nó cũng hơi khó tính một tí, nhưng mà nó lại trổ hoa vào mùa Tết cơ. Đây như dề này thì nó vẫn còn đang nụ. Dề là dề đùi gà tròn các bạn ạ. Dề là dề đùi gà tròn. Dề đang nụ là đùi gà tròn. Lấn khá là nhiều đùi gà tròn á. Đây cũng là đùi gà tròn rồi này. À đây đùi gà dẹt. Các bạn ở dưới miền xuôi thì trồng hơi khó tính một tí, nên là chúng ta trồng vào những cái giá thể nó thoát nước cực kỳ là tốt nha các bạn nha. Ví dụ như vỏ thông loại to, vỏ thông loại cục to nhá. Đấy. Hoặc là chúng ta ghép vào lũa. Lũa loại gỗ gỗ cứng á, đừng trồng một loại gỗ nó mục quá. Đây dề này nở hoa rất là nhiều đúng không? Rất là sai. Đấy. Hàng nói chung là nó chỉ được những khóm cỡ này thôi các bạn là to rồi. Và cũng có đôi chút hàng lẻ chút. Nhưng mà hàng lẻ rất là ít thôi, chủ yếu là khóm khóm như này. Mỗi khóm này chỉ chắc chưa đến lạng đâu các bạn ạ. Thực sự nó khá là nhẹ vì thân nó rất là mảnh. Đấy. Loại này thì như em thường hay ghép vào đá này. Em ghép vào đá xong rồi phủ thêm ít rêu nữa là rêu phát triển là nó sẽ giữ được ẩm. Và sau đấy là chúng ta bón nước phân, chúng ta hòa loãng lại để chúng ta tưới nó dần dần nó ăn. Và còn ở đây là em có thập hoa nhé các bạn nhé. Đấy. Lan thập hoa có giá là 180.000 một cân ạ. Hôm nay chỉ về được mấy cân thôi này các bạn ạ. Có được mấy cân thôi. Đấy. Lẫn được mấy cân nữa. Và còn đây là nhất điểm hoàng nhé các bạn. Nhất điểm hoàng thì bây giờ đang nụ như này đây. Đó. Đang nụ này, đang mùa nụ đó các bạn ạ. Và có một số cây nó cũng đã trổ bông rồi. Đấy, đang nụ khá là nhiều. Nhất điểm hoàng thì có giá là 100.000 một cân nhé các bạn. 100.000 cho 1 kg thôi ạ. Còn ở đây là tóc tiên. Tóc tiên là 150.000 một cân các bạn ạ. Tóc tiên thì cũng mới tàn hoa thôi các bạn. Đây này, những cánh hoa của nó vẫn còn đây này. Đấy. Đây, 150.000 một cân. Và cái này em còn bó vôi. Bó vôi này em bán
nó là vôi hàng giống thôi nhé các bạn nhé, chủ yếu là hàng cẫy, hàng hàng thân nhỏ đấy, chủ yếu là hàng thân nhỏ và hàng thân bị dập gãy một tí. Thì bó này em chia sẻ cho mọi người là 70.000 bó này. Còn đây là kim điệp xuân này, kim điệp xuân thì có giá là 150.000 một cân này. Đấy, hàng nói chung là hàng hàng này nó cũng thuộc dạng chung chung thôi, không không đẹp mấy nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ cây đang nụ này, cây đang nụ thì rất là nhiều luôn. Đây này, đó đó, đang nụ khá là nhiều luôn này. Đấy, nụ rất là nhiều. Dòng này thì cho hoa rất là đều, nở rất là đều nhau. Và còn đây là sơn thủy tiên này, sơn thủy tiên bây giờ đang nụ đây các bạn ạ. Đấy, khóm nào cũng đang nụ hết rồi các bạn ạ. Đấy, đấy, như khóm này cũng đang nụ hết này. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé, 200.000 một cân ạ. Nói chung là phần này hàng xấu. Cái sơn thủy tiên mà hàng mà xấu xấu thì là giá là 160.000 một cân nhé các bạn. Đấy, như hàng đấy, em đang cố, em đang để cái phần hàng xấu đó các bạn ạ. Hàng xấu chắc chỉ được độ khoảng 1-2 cân. Đấy, cái hàng xấu nó sẽ như thế này đây các bạn. Nói chung là cái hàng xấu thì nó sẽ khác hẳn với hàng đẹp luôn các bạn. Hàng xấu thì 160.000 một cân nhé, hàng đẹp là 200.000 một cân này. Còn đây là hoàng phi hạc này, hoàng phi hạc chắc còn độ khoảng 3 kg. Đây là mặt bông hoàng phi hạc đây. Đó, bông này họng tím này, bông này có họng tím này. Thường thì có những bông nó chỉ họng vàng và họng xanh thôi, xanh nõn chuỗi ạ. Đấy, ô nhưng mà thân này nó lại bị hỏng rồi. Thân họng tím này mà bị hỏng rồi. Hỏng mất là thân già, còn thân tơ, còn thân tơ và thân con này. Đấy, hoàng phi hạc có giá là 200.000 một cân này. Đây là lan kim thoa. Lan kim thoa này thì hàng cũng hơi xấu xấu, giá là 100.000 một cân thôi. Lan kim thoa cho màu vàng và mắt tím đen rất là đẹp luôn này. Lan kim thoa là 100.000 một cân nhé. Và còn đây là ngọc thạch. Đấy, ngọc thạch có giá là 200.000 một cân này. Lan ngọc thạch nhé các bạn. Ngọc thạch thì nở hoa cuối tháng 3 như này. Đó. Còn đây là giáng hương. Giáng hương có giá là 150.000 một cân. Giáng hương bây giờ đang mùa nụ nhé các bạn nhé. Giáng hương bây giờ đang mùa nụ rất là nhiều luôn. Đó. Đấy, những nụ thì nó đang ở trong những bẹ lá rồi. Đấy, có những cây thì chung là hôm qua em dỡ hàng ra thì chiều hôm qua dỡ hàng ra thì có nụ rất là nhiều luôn ạ. Đây, nụ đây các bạn. Đó, nụ đây. Đang mùa nụ rồi các bạn. Giáng hương thì cây nào nó cũng sẽ cho nụ được hết ạ. Những cây nhỏ nhỏ này, có mấy cặp lá, 4 cặp lá, 5 cặp lá này, nó đã cho nụ rồi, cho bông rồi. Bình thường các bạn ạ. 150.000 một cân thôi. Còn cái này là hương rừng. Hương rừng thì hương rừng thì bây giờ cũng đang mùa trổ nụ này, nhưng mà những cái nụ nó bây giờ nó vẫn còn đang thưa thớt lắm các bạn ạ. Dòng hương rừng này nó trổ bông là mỗi mỗi năm là mấy mỗi thân là vào 2-3 năm nó mới hết 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 thân hoa. Đấy, cái thân hoa của nó phải trổ được 2 đến 3 năm thì nó mới hết hết cái mắt nở hoa. Đấy, cái này thì có giá là 200.000 một cân này, hương rừng nhá các bạn nhá, 200.000 một cân ạ. Đấy, thân thì vàng óng rất là đẹp luôn. Còn đây là hạc vĩ. Hạc vĩ có giá là 280.000 một cân nhá các bạn nhá. Đó, đây, hạc vĩ thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nụ và chuẩn bị nảy những mầm gốc nhé các bạn nhé, mắt gốc ấy. Đấy, đây,
như thận dề này đây, nó đã nảy rồi đây đấy, 280.000 một cân nhỉ. Đó đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan của ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Rồi các bạn thích mặt hàng nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em nhé, số 0984754102 để đặt hàng, và chúng em sẽ gửi lan đi cho các bạn gồm cả tiền và sẽ có bên bưu tá, họ sẽ thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn luôn. Đấy, giá mà em đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí ship, phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.